Rồi thôi đại chúng cùng đọc trước với thầy ha. Đệ bát giác tri, sanh tử xí nhiên, khổ não vô lượng, phát đại thừa tâm, phổ tế nhất thiết, nguyện đại chúng sinh thọ vô lượng khổ, linh chư chúng sanh tất cánh đại lạc. Rồi mình đọc luôn bài dịch ha. Điều thứ tám lại nên giác ngộ, sanh tử hoài đau khổ vô cùng, phát tâm dũng mãnh đại hùng, quyết lòng độ hết đồng chung niết bàn. Thà mình chịu khổ muôn vàng, thay cho tất cả an nhàn thảnh thơi. Mọi người đều được vui tươi, đến bờ giác ngộ rạng ngời hào quang. Rồi mình đọc cái phần âm, sau đó mình đọc luôn cái bài dịch. Nhưng mà cái bài dịch đó, nó nghe nó suông quá ha. Mà sao cái phần âm nghe nó rắc rối. Đệ bát giác tri là điều giác ngộ, điều giác biết thứ tám. Bát là thứ tám, giác tri là giác biết. Vậy là điều giác biết thứ tám, thì ở đây là điều thứ tám lại nên giác ngộ. Thì giác ngộ với giác tri giống nhau, quý vị hiểu ý này ha. Vậy thì tri giác, tri là biết, mà giác cũng là biết. Vậy thì hai chữ này, cái cấp độ của nó nhiều hay ít khác nhau như thế nào? Thì phần lớn là mình thường lầm, mình thường nghĩ là chắc là chữ giác nó hơn chữ tri. Tiếng Hán nó khó hiểu quá, cho nên là trong nó có cái trường nghĩa. Cái biệt nghĩa của nó thì có chỗ sai, có chỗ sai khác, nhưng mà nó có một cái trường nghĩa giống nhau, là cái ngay cái chỗ mang cái trí thì cái chỗ đó nó giống nhau. Vui ha. À, làm vậy nó mát mà nó vui quá. Quý vị biết gì không? Trời sắp sập, nghĩa là mở nước trên nóc nhà cho nó mát, để cho nó đỡ, nó thoáng. Nên là mình nghe, tôi tưởng chắc là bom 52 nó đang tập kích. Sanh tử xí nhiên, mình nghe cái câu dịch nè, sanh tử hoài đau khổ vô cùng. Như vậy cái chữ xí nhiên này nè, mình hiểu sanh tử, mà sanh tử nó lên xuống, mình nghe là ngũ ấm xí thạnh khổ. À, trong bát khổ á, nó có ngũ ấm xí thạnh khổ. Xí thạnh, ngũ ấm xí thạnh khổ. Nhưng mà bây giờ cái này là xí nhiên, có phải là sanh tử, sanh tử là cái vòng luân hồi giống như cái dòng chảy nước á, nó chảy từ cái nguồn mà hồi nãy tôi cúng bông á, tôi có nói cái điều này. Cái Phật tánh á, là cái giọt nước ban đầu nó trong và nó ngọt. Cái giọt nước ban đầu nó trong xanh và nó ngọt. Nhưng mà cái giọt nước này nè, nó chảy,
nó chảy qua tất cả các cái loại đất và các cái chất ở trên đất đó, cho nên nó về tới biển. Nó về tới biển, bản chất trong của nó vẫn trong xanh, nhưng bây giờ nó không còn ngọt nữa rồi, mà bắt đầu nó mặn. Vậy là cái vị mặn này là cái vị của từ bi và tuệ giác. Vậy thì mình hiểu rằng là cái biển mà biển từ bi và tuệ giác này, biển này nó mặn. Vậy là đời là biển khổ. Vậy thì cái biển khổ có nghĩa là chúng sinh không chấp nhận cái mặn này, mà chúng sinh vẫn muốn cái ngọt này, đúng không? Có nghĩa là nhiên này nè là một cách tự nhiên, mà cái sanh tử này nè, cái tự nhiên này nè, có nghĩa là cái khổ một cách tự nhiên, xí khổ, thạnh khổ. Có nghĩa là mất khổ, được khổ, ốm khổ, mập khổ, nghèo khổ, giàu cũng khổ. Nhưng mà ở đây là xí nhiên, có nghĩa là cái khổ của nó trong dòng trầm luân sanh tử là một chuyện nó bình thường rồi, bây giờ mà thầy kêu con tu nó mới bất thường. Hồi nào giờ người ta nói ăn là con đụng cái gì, con ăn cái nấy, con ăn tùm lum hết là chuyện bình thường. Giờ cái bắt người ta ăn chay nó bất thường. Có nghĩa là tổ tiên mình sanh ra là loài vượn cổ đi, mình sống giống loài vượn cổ thì có săn bắt hái lượm, đụng gì ăn nấy, cái này là tự nhiên. Nhưng mà chúng sinh nó khổ là nó khổ một cách tự nhiên, có nghĩa là nó không hề đặt một câu hỏi tại sao khổ. Nếu chúng ta hỏi tại sao khổ, có nghĩa là đi ta đi tìm cái nhân khổ. Mà ta tìm được cái nhân khổ thì chắc chắn là chúng ta thấy cái quả khổ của nó. Nhưng và phần lớn thì Bồ Tát thì sợ nhân, mà chúng sinh thì sợ quả. Nghĩa là chúng sinh nó đợi tới cái quả nó mới khổ, có nghĩa là nó chơi liều. Nghĩa là chúng sinh nó làm liều lắm, nó chừng nào mà có quả rồi hãy tính. Có người cho rằng lúc sáng này tôi giảng cái chủ đề đắc nhân tâm à, hồi sáng đi giảng xong mới về quy y và cúng Phật. Nhớ tôi nói cái từ cúng Phật nha, tôi cấm quý vị nói từ cúng ngọ đó. Cúng Phật chứ đừng bao giờ nói cúng ngọ ha. Phật tử nhớ không ta? Nhớ không? Nói lợi với thầy đi. Giờ ngọ cúng Phật, cúng Phật giờ ngọ, cấm nói cúng ngọ. Vì cúng ngọ là cúng con ngựa. Mình cúng Phật chứ mình không có cúng con ngựa. Trong kinh cũng để cúng ngọ. Chữ đâu nghĩa đó, không chấp nhận nha. Cho nên Phật tử có học, có học nó khác với những người không có học, thấy không? Có học cho nên mình hiểu rõ ngọ là con ngựa. Ngọ bằng với ngựa thì cúng Phật không được quyền nói cúng ngọ. Để chi vậy? Để chúng ta thật sự là người có tuệ giác. Đừng bao giờ nói tổ người xưa ghi như thế nào, bây giờ mình đọc như thế đó, không chấp nhận. Nghi thức cúng ngọ, trời ơi, nghi thức cúng ngọ, không chấp nhận. Vậy thì không phải tổ đâu.
là tôi nói nhỏ thôi mà tôi đưa micro vô tôi nói. Hồi nãy mưa giả, bây giờ nó mưa thiệt. Bởi vậy nhưng mà chuyện nắng mưa là chuyện của ông trời, còn tu học là chuyện của người tại đây. Chúng ta không có ngại ngùng gì. Bây giờ tổ tiên ta là người đã săn bắt hái lượm để có sự sống. Vì ngày xưa sự sống là một cuộc đấu tranh với tất cả các loài khác, mà tất cả các cái loài á thì trong quy luật tự nhiên của chúng, nghĩa là trong thiên nhiên nó sanh ra tất cả các loài, mà các loài thì lại ăn nuốt lẫn nhau, cho nên các cái loài không được bình yên. Chúng không có giây phút nào bình yên hết quý vị. Tất cả các loài không có giây phút nào bình yên. Con lớn nó ăn con nhỏ nó ăn con nhỏ nữa. Cho nên mình giết mấy con lớn là mặc định mình để mấy con nhỏ nó sinh sôi, là vi trùng mình chịu không nổi luôn. Nghĩa là chúng ta đừng bao giờ tự cố chấp cho rằng mình làm đúng, mình làm mất cân bằng sinh thái. Cho nên người ta đi bảo vệ mấy con thú rừng á, người ta chạy xe người ta bảo vệ, nhưng mà con này nó ăn con kia, họ ngồi đó họ quay chứ họ không có xen vô. Vì sao vậy? Đó là quy luật tự nhiên của sinh tồn. Họ đang ngồi đó họ quay, họ thấy con sư tử nó giết con trâu, nhưng mà họ cũng không bao giờ nhảy xuống cứu con trâu. Vì sao vậy? Đó là quy luật sinh tồn. Cho nên là sanh tử xí nhiên, khổ não vô lượng. Nghĩa là cái chữ nhiên này nè, nó giống như là một cái loại lửa vậy đó. Mà lửa đó nó đốt chúng sinh trong sanh tử, nó đốt chúng sinh trong sự khổ. Vậy chữ nhiên này mặc định giống như là nguyên nhân của khổ: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Vậy thì khổ não vô lượng, cho nên mình mới phát đại thừa tâm. Như vậy thì chỉ có hai câu này được xem như là nhãn tự của Đệ Bát Giác Tri: sanh tử xí nhiên, khổ não vô lượng. Vậy thì bây giờ này phát đại thừa tâm phổ tế nhất thiết. Phổ là rộng, tế là cứu. Cứu, rộng cứu tất cả. Thì ở đây dịch sao? Quyết lòng độ hết, đồng chung niết bàn. Phát tâm võng mãnh đại hùng. Như vậy thì phát đại thừa tâm có nghĩa là cái tâm nó lớn, cho như là một cái cổ xe đồ sộ to lớn. Mình phát tâm đại thừa, nghĩa là giờ bắt đầu mình nói tới chữ thừa. Thừa là cái cổ xe, mà đại thừa là cổ xe lớn. Mà giờ mình phát đại thừa, vậy thì phát làm sao đây? Phát có nghĩa là khởi cái tâm. Khởi cái tâm, vậy là chúng ta có bao nhiêu loại tâm để chúng ta khởi? Bao nhiêu loại tâm không biết, nhưng nó được cân đo đong đếm bởi hai trạng thái: tốt và xấu. Giả sử như xấu, mình đếm từ 1 tới 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vậy thì nó xấu á, mà nó xấu 1 còn đỡ, mà nó xấu 10 thì thôi trọn vẹn rồi. Còn tốt cũng vậy, tốt 1 cho đến tốt 10. Vậy thì Đức Phật là một đấng vẹn toàn hết tất cả những điều tốt, cho nên Đức Phật được xem như là xấu ác này không hề có. Còn tốt là tốt cứu cánh, có nghĩa là tột cùng 100% tốt. Vậy thì mình nghĩ coi cái đại thừa, thừa này là cái cổ xe, mà bây giờ mình biết là 53 quả vị Bồ Tát, có chỗ để là 55 quả vị Bồ Tát. Như vậy thì Đức Phật, trong kinh tiền thân của Đức Phật, Đức Phật vô lượng kiếp ngày tu, tiền thân của Phật,
Ngài làm hạnh Bồ Tát, có kiếp Ngài làm con bò, kiếp Ngài làm con sư tử, có kiếp Ngài làm con khỉ, có kiếp Ngài làm con chim, vân vân. Vậy thì đây là những cái kiếp mà Ngài làm, cái kiếp nào Ngài cũng làm Chúa trong cái loài đó hết trơn. Ngài làm con sư tử thì con sư tử trọng pháp. Sư tử mà nó to gấp mấy lần con sư tử khác, nó to nó lớn vậy đó, nó to giống bằng cái tượng vậy đó. Sư tử mà nó to, bắt đầu hằng ngày con sư tử này bộ lông của nó vàng ôm, nó mới đến cái gốc cây bồ đề, nó nghe một vị sư ngồi thiền quán từ bi và giảng dạy cho nó nghe. Thì có cái ông thợ săn, ông thấy con sư tử này ông thèm quá, cho nên ông giả làm ông sư ngồi ngay gốc cây. Con sư tử đến, ông lấy cái tên độc đó, ông bắn con sư tử. Con sư tử bị cái mũi tên độc đủ khả năng giết chết cái người thợ săn, nhưng con sư tử nó trọng pháp, nghĩa là nó trọng chiếc áo của người tu. Con sư tử nó trọng chiếc áo của một vị tu sĩ mà nó không nỡ giết cái vị thợ săn mà khoác chiếc áo tu sĩ đó. Cho nên quý vị đọc trong kinh mà quý vị gõ lên mạng để là sư tử trọng pháp thì quý vị biết đó là tiền thân của Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy mà giờ này có người nói một câu gì nè, chiếc áo không làm nên thầy tu, nói còn tệ hơn con sư tử nữa. Nói vậy đâu có đúng. Quý vị suy nghĩ coi, quý vị mà muốn mặc chiếc áo dày dễ hay khó? Khó hay dễ? Ra ngoài tiệm mua có. Nhưng mà mặc nó dị hợm lắm em. Mặc nó kỳ phải không? Tổn phước, tổn đức. Chứ đâu phải là, chứ còn chiếc áo. Nhưng mà vậy cho nên mình hiểu rằng là chiếc áo này nó quan trọng với ai và nó không quan trọng với ai. Bắt đầu mình nói tới chiếc áo để mình hiểu rằng phát đại thừa. Vậy thì chiếc áo này ngày xưa Thái tử Tất Đạt Đa đổi cái áo trong hoàng cung, lấy cái áo của một người tu. Vậy cái áo của người tu là gì? Là cái đồ người ta bỏ, cái đồ người ta bỏ, người ta không mặc nữa. Vậy là cái màu vàng ở Ấn Độ thời xưa là chỉ quấn người chết thôi. Màu vàng là để quấn người chết. Vậy thì chiếc áo mà được người ta trân quý là chiếc áo đó đó. Chiếc áo đó là chiếc áo mà nó cũ, mà nó mục, mà nó hôi, nó dơ. Đúng không? Cho nên bữa hôm quý vị thấy Hòa Thượng Thượng Huyền Hạ Diệu, Ngài về, Ngài giảng ở đây, Ngài mặc chiếc áo quý vị thấy không? Tụi ta nó nhăn, nó co, nó rút lại. Rồi ông lại đây ông giảng trước quý vị mà ông kéo lên, ông lau mặt luôn. Mình để khăn đồ, Hòa Thượng không có lau. Kéo luôn lên lau. Nhưng mà qua bệnh mới biết rằng là quý thầy đệ tử của Hòa Thượng nói rằng Hòa Thượng ăn không có ai nấu hết á, Hòa Thượng tự nấu ăn, Hòa Thượng tự giặt giũ, Hòa Thượng cũng không có ủi đồ gì đó. Có một vị cư sĩ đến nói rằng thấy Hòa Thượng mặc ba cái áo như vậy đó, ông thấy ông xót quá, cho nên ông mua bộ đồ. Mà hai vợ chồng đó nghe, mua bộ đồ, rồi mua đôi dép để về thăm thầy, không có gì hết, thôi tặng thầy bộ đồ với đôi dép. Đảnh lễ Hòa Thượng xong rồi, cúng dường Hòa Thượng xong rồi, Hòa Thượng hoan hỷ cười, Hòa Thượng nhận. Xong cái lát Hòa Thượng kêu lên phòng. Tưởng bữa nay mình được uống trà ngon rồi chứ. Ông kêu lên phòng, cái Hòa Thượng hỏi như vậy nè: nè con, bộ cái áo của thầy mặc nó không xứng đáng làm sư phụ con hả? Cái đôi dép á, sư phụ mang á, nó banh chành hết vậy á, là cái đôi dép đó nó không có xứng đáng làm thầy con hả? Con xấu hổ lắm phải không? Trời ơi, ông quất hai vợ chồng nói thôi con lại thầy, thầy không nhận thầy trả lại cho con chứ làm gì chửi dữ. Nghĩa là chiếc áo này nó dơ lắm đúng không? Nó hôi lắm đúng không? Không xứng đáng làm thầy của con phải không?
Cái đó mình mới hiểu là hòa thượng, là cái người mặc cái y bá nạp. Cái y này nè, nó đến nỗi mà không còn gì để nói. Có nghĩa là đem phơi mà không có đứa nào lụm hết chứ. Cho nên là hòa thượng mà cái áo của hòa thượng á, thì thôi khỏi cần nói. Cái áo đó là đại phước đức, mà những người nào không có phước đức nó không bao giờ dám trùm cho mình nó đâu. Vì nó trùm nó nhảy mũi nó chết. Cái áo đó mới gọi là áo đại phước đức. Còn mấy người mà ngày tắm 3-4 lần xịt xịt xịt, chuyện đó là chuyện chú tiểu, phải không? Chú tiểu thì nó mới cần áo mới, nó mới cần dép đẹp, phải không? Cho nên là Phật tử mà cúng dường đôi dép đẹp thì tôi cũng lo lắm. Tôi lo là tại vì quay qua quay lại nó mất chứ. Thì do nó mất cho nên khổ. Còn hòa thượng mà chơi cái áo bá nạp này mà đứa nào nó lấy mất ông mừng. Thấy không? Nói vậy chứ ngài cũng đâu có cố chấp đâu, chẳng qua là nói vậy thôi. Chứ còn nếu mà mình phát tâm, thật sự tâm mình cúng thì ngài vẫn mặc thôi. Nhưng mà ngài mặc cái áo mới á, thì ngài cảm thấy là mình nó có cái gì đó, cái thân này nó tham. Cho nên là người tu nửa tháng tắm một lần, nửa tháng tắm một lần. Như vậy thì cái sanh tử xí nhiên này, người phát cái tâm đại thừa này mới dám tu nửa tháng tắm một lần. Còn quý vị ai trong chúng ta dám một tuần lễ tắm một lần, đưa tay lên coi. Thấy không? Quý vị là tiểu 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 lắm luôn. Mai mốt mà tới chừng mà thầy xuất hiện ra thầy giảng là thầy không tắm, thầy ra giảng, giảng xong vô mới tắm. Giảng xong là bắt đầu thấy một lát nữa làm sao tự nhiên ve từ từ là biết rồi đó. Hay là tới đây mỗi lần mà thầy nhập thất ha, cứ tháng thầy ra thất một lần, thầy giảng xong vô mới tắm. Nghĩa là đem cái phước đức, cái công đức đó ra để cho quý vị ngửi. Là nhờ phước, đã phước báo lớn lắm mới được ngửi cái mùi đó đó. Cái mùi đó là mùi chiên đàn. Thế thì mình hiểu rằng công đức nó nằm ở đâu. Những cái người mà mặc cái áo dơ bẩn, mặc mà thân thể cơ thể mà không có tắm, nó rít nó ngứa mà tu được, cái đó mới gọi là tu cao. Còn bây giờ mình rít một chút là mình chịu không nổi. Như vậy cái thọ của mình ở trong cái sắc uẩn, trong cái sắc uẩn này nè, cái cảm thọ này nè, nó yếu lắm. Mà cái cảm thọ này mà mình tu cho đến lúc áo của mình mặc mà áo bá nạp, mà cái thân của mình không tắm, thì cái sắc uẩn này nè, nó là cái mà nó bức xúc, nó chịu không nổi. Mà cái thọ mới là cái chịu. Vậy là cái cảm thọ này chính là cái tâm. Cho nên chúng ta tu tập, chúng ta luyện cái tâm này nè. Chúng ta tu, chúng ta luyện cái tâm này để chúng ta làm chủ cái sắc uẩn này nè. Có người cũng vì ăn, mặc, ở, ngủ, nhu cầu. Mình thay cái chữ kia làm cái chữ nhu cầu. Nếu quý vị biết rằng là phổ tế nhất thiết, nguyện đại chúng sinh thọ vô lượng khổ. Trời ơi, nghe cái chỗ thọ vô lượng khổ, linh chư chúng sinh tất cánh đại lạc. Nghe chữ linh chư chúng sinh mình khó hiểu quá, đọc câu này. Linh chư chúng sinh là thay cho tất cả được an nhàn thảnh thơi, mọi người đều được vui tươi. Thấy không? Tất cánh đại lạc đến bờ giác ngộ rạng người hào quang. Dịch ý thôi chứ không có dịch xác trong kinh. Như vậy thì bây giờ mình suy nghĩ nè, làm sao để nguyện đại chúng sinh phát đại thừa tâm. Hai cái chữ đại, phát đại thừa tâm, nguyện đại chúng sinh.
Ở đây là phổ tế nhất thiết, thì ở đây là thọ vô lượng khổ. Quý vị nghĩ coi thọ vô lượng khổ có phải là Bồ Tát nguyện thay cho chúng sinh không? Phải không quý vị? Bây giờ một cái người chồng mà hy sinh cho vợ cho con, làm Bồ Tát cho vợ con được không? Hy sinh cho vợ con. Mình học cái bài này xong rồi về mình nguyện là hy sinh để độ vợ con. Còn nếu mình là vợ thì mình hy sinh để độ chồng và con là phổ tế nhất thiết. Làm nổi không? Im rơ. Có người nói thưa thầy, con nhịn hết thế gian này nhưng mà thằng chồng con thì đừng có hòng con nhịn nó một câu. Tu hành gì mà lạ vậy trời. Nói thưa thầy, thế gian này là con nhường hết luôn á, mà con vợ con nó nói là con nhảy vô họng nó liền cho nó gãi răng nó luôn. Chứ con nhường nó lên đầu con, nó ngồi chuyển chệ ở trên. Nghĩa là có nhiều người hy sinh cho ai cũng được nhưng mà người thân của mình không được quý vị. Kìm không nổi, oan gia trái chủ nó ghê gớm như vậy. Cho nên mình nguyện, mình phát đại thừa tâm phổ tế nhất thiết, nguyện đại chúng sinh thọ vô lượng khổ. Ngay cái chỗ mà thọ vô lượng khổ là quyết lòng độ hết chúng sinh niết bàn, thà mình chịu khổ muôn vàng. Ồ, cái câu thà mình chịu khổ muôn vàng, nghe câu đó ổn không? Ai làm nổi giơ tay lên. Nam mô thường dở ẹt Bồ Tát. Mình không có cái tâm hy sinh thì mình có phải là bậc đại nhân không? Đại nhân. Vậy là đại nhân nghĩa là cái tâm của quý ngài nó lớn lắm. Mà ở mới nói là nhân thôi chứ chưa nói thần, chưa nói thiên gì đó. Mới có là bậc đại nhân chứ không phải là bậc đại thần hay đại thiên nha. Nhân rồi mới tới thần, rồi mới tới chư thiên, rồi mới tới bậc hiền, mới tới bậc thánh. Mình á, mình mà làm một con người rộng lớn thôi mình làm chưa được, mà đòi về Tây Phương mơ đi cưng. Có nước Tây Ninh, Tây Phương nào mà chứa chấp những con người có cái tâm nhỏ bé, hẹp hòi, ích kỷ. Mà chúng ta không có cái khả năng để hy sinh cho người khác thì chúng ta đừng có hòng làm cái gì được. Có nghĩa là nói thì nói chơi vậy, chứ còn để mà trở thành một con người vĩ đại, trở thành những cái bậc thần thôi. Mà chúng tôi thường nói ta có bốn cái đại, gọi là địa, thủy, hỏa, phong. Bây giờ mình tu làm sao mình giống như ông thổ địa vậy đó. Mà đất thì không hiềm hận, đất thì an ổn. Ai muốn tạt nước sôi lên đất, đất cũng bình yên. Tạt nước đá lên mùa núi lửa, nó phùng phùng lên, nó cháy, nó chảy dung nham tùm lum. Rồi mùa băng tuyết, nó đóng băng tùm lum, đất vẫn bình yên. Như vậy mình tu bằng ông thần thổ địa không quý vị? Không, vậy mà đòi về Tây Phương mới gớm. Tu ở đây mà chưa bằng một vị thổ địa thì mình về tới chư thiên là mình về tới cõi Tây Phương là mình hơn cả chư thiên luôn, đúng không? Bây giờ mình nói ông thần đất mình còn chưa xong nữa, mình gọi là long thần coi, thần nước coi, rồi hỏa thần coi. Bà La Môn nó thờ lửa thôi. Lửa thiêu hủy hết tất cả mọi thứ để trả về cho mộc. Mộc ha, nó cháy, mà nó cháy ra là nó trở về với thổ. Mộc sanh hỏa, hỏa sanh thổ, thổ sanh kim, kim sanh thủy. Vậy thì bây giờ mình nghĩ coi, mình tu bằng ông thần lửa chưa? Rồi tu bằng ông thần gió chưa? Chưa nói là hư không nữa. Cái tâm của mình nó có rộng rãi như hư không chưa? Có nghĩa là cái tâm của chúng sinh tu mà nó rộng lớn thì mình mới nói phát đại thừa tâm. Tu bao nhiêu năm rồi chưa, thật sự ra cái tâm của mình á, cái tâm bắt đầu giờ mình hỏi tâm mình là tâm nào để mình phát đại thừa tâm. Mình nguyện thay cho chúng sinh, chịu khổ cho chúng sinh. Như vậy
đại bác đại nhân giác. Làm một cái bậc đại nhân là phải hy sinh cho chúng sinh, mà hy sinh cho chúng sinh thì phải tâm này nó từ bi nó sanh không? Từ bi có nghĩa là mình đến cái chỗ ba la mật nó đau đớn cho đến lúc mà không còn cái gì gọi là đau đớn thì mình mới nói tới ba la mật được chứ. Còn từ bi chỗ mình là bác ái chứ chưa phải từ bi. Bác ái chứ chưa phải từ bi. Đức Phật ngài thương và ngài cứu cả đề bà Đạt Đa trong lúc đề bà Đạt Đa là hại Phật. Mệt vô trong ngồi đi con, kiếm chỗ nằm. Thầy ngủ ngủ tu rồi con, kiếm chỗ nào. Cứ mệt là vô nằm ngủ. Lát khỏe, nằm có chân là nghe ngon hơn ngồi nữa đó. Nói vậy cái đi nằm hết trơn luôn đi. Có khi mình mệt á, mình mệt mà mình nằm mình nghỉ nó khỏe và mình nghe nó tốt lắm. Cho nên là mai mốt thầy có hai cái loại dịch vụ. Một là dịch vụ ngồi trên ghế để nghe. Dịch vụ thứ hai là nằm sau cánh gà. Mà dám mà ở cái chỗ nằm nó đông hơn. Mình có cái dịch vụ đó rồi coi bộ đông hơn. Nhưng mà quý vị biết không, mình nghe không đó nó không bằng mình thấy. Con mắt mình ta nói là trăm nghe không bằng một thấy. Cho nên quý vị ngồi như vậy một buổi nha, là quý vị gấp 100 lần quý vị nghe đĩa. Vậy mà không ai vỗ tay hết trơn. Thầy nói vậy là đúng hay sai? Trăm nghe không bằng một thấy. Mà thấy còn chưa tin đừng có nói mà nghe. Như vậy là cái tâm của chúng ta là cái loại tâm nào để chúng ta có thể hiểu rằng là tâm vương, tâm vương, rồi tâm sở, rồi tâm bất tương ưng, rồi tâm nào là tâm thiện. Trong cái này nó có sắc pháp nữa, nhưng mà thôi mình nói tâm sở, rồi tâm bất tương ưng, rồi tâm thiện, rồi tâm nào là tâm vô vi. Chứ có nó còn cái tâm mà tâm sắc pháp nữa. Cái tâm nó an trú nơi sắc pháp. Vậy là tâm vương này nè, nó là chủ thể, rồi nó có cái tâm mà an trú trong sắc pháp. Vậy thì ta hỏi cái tâm ta nó vướng bận ngoài đây, cho nên nó vướng bận vào cái thân. Cho nên cái kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Có nhiều người nói phát đại thừa tâm, nhưng bắt đầu quay qua quay lại cái nói lực bất tòng tâm. Vậy là lực là cái gì? Lực là cái thân này đó hả? Cái thân này gọi là lực đó hả? Lực bất tòng tâm nghĩa là lực đó nó không theo được cái tâm mà. Tại vì cái tâm này nó lớn quá, còn cái lực này nó nhỏ quá hả? Đúng không quý vị? Người ta nói lực bất tòng tâm là phải vậy không? Sai bét. Lực bất tòng tâm là nguyện lực. Cái nguyện này nè nó nhỏ quá, cho nên cái lực này nè nó không có đủ. Cái nguyện này cho lớn để cái lực này nó nương nơi cái nguyện này nè mà nó trợ lực cho mình. Giả sử như bây giờ có nhiều người rất là ghê gớm, họ chỉ cần có một cái lời hứa thôi đó quý, mà họ trở thành một vị thần để họ thực hiện lời hứa đó. Ghê gớm không? Họ trở thành một vị thần để họ thực hiện lời hứa đó. Họ chỉ cần thù thôi đó, để trả thù thôi, họ nguyện trả thù, họ trở thành một con người lực sĩ, mạnh mẽ, dỗi gian, tuyệt vời. Chỉ trả thù thôi, vì thù cho nên nguyện. Nguyện cái đó gọi là thề. Cho nên cái lời thề này nó tạo cho người đó một cái lực rất lớn. Đêm ngày luyện công không biết mỏi mệt để chi? Trả thù. Nhưng mà cái kết quả của họ đó, thì cái người A giết người B, thì bắt đầu con của người A là người C nó giết người B, thì con của thằng B là cái thằng F nó giết lại thằng C. Tóm lại cái bọn này nó rảnh quá. Nó hết giết kiếp này đến kiếp khác. Cho nên có một người mà phải nói là anh giác ngộ, thầy tâm sự, nghe anh tâm sự mà thầy rất là tâm đắc. Anh cho rằng cha của con bị giết,
gia tộc của con bị tru di. Nhưng mà bản thân của con là nguyện rằng không bao giờ đụng tới súng ống, dao búa, không bao giờ giết người, không bao giờ đụng tới máu. Để chi vậy? Vì con nghe ông nội con dạy rằng là quan gia trái chủ mà báo thù với nhau không bao giờ hết, chỉ có từ bi mới diệt được hận thù. Cho nên con nguyện không bao giờ có một cái sự giết hại ở đây, và không bao giờ có chuyện trả thù ở đây. Cho nên là bản thân anh bị nạn cỡ nào đi nữa, trong tâm anh vẫn không có khái niệm trả thù. Con người phải nói là quá vĩ đại, quá tuyệt vời. Dầu rằng anh không phải là người xuất gia, nhưng anh nói được câu này thì khả năng mà nói được câu này là các vị thần nói, chứ không phải người bình thường nói. Người bình thường mà người ta đụng mình một cái là mình đục mặt đó liền. Tại vì sao vậy? Không nhường ai. Còn cái người mà biết tu tập, người ta giết ông bà tổ tiên, người ta giết cha mình, nhưng người đó vẫn không có một khái niệm trả thù. Người đó thật sự là người biết tu, người đó thật sự là người quá tuyệt vời. Xin một tràng pháo tay thật lớn, thật dài. Cái đó là thọ vô lượng khổ, là chịu khổ thay cho chúng sinh. Chúng sinh có giết có hại mình vẫn chịu khổ thay cho chúng sinh mà không hề có cái tâm giết hại lại họ. Đó là tu. Chứ không phải tu là cái gì ghê gớm lắm. Tu là cái gì đi tìm ông Phật ở đâu ghê gớm lắm. Không cần. Tu là việc mà chúng ta thay khổ cho chúng sinh, thấy chúng sinh đau khổ vô cùng vô tận thì chúng ta thay cho chúng sinh mà chịu khổ. Còn bây giờ mình nói vậy thì ba bắt đầu nghĩ tới, vậy là có những con người họ lợi dụng cơ hội, họ thừa tư nước đục để họ lười biếng, họ không có chiến thắng được cái lười biếng của họ. Vậy là mình có chịu khổ thay cho họ không? Có không? Dụng vô mặt đó chứ ở đó mà cho. Bây giờ mình suy nghĩ vậy ha. Có một cái người nó lười, nó lười chảy nước vậy đó. Lười chảy nước giải. Thì quý vị nghĩ nó lười cỡ này quý vị thương nó nổi không? Thương nổi không? Cho một tràng pháo tay, nhất định không thương nó. Quý vị có chửi nó không? Chửi không? Chửi không? Ai nói không cho ta lên? Nhiều người dơ dưới người ta. Rồi xin một tràng pháo tay cho những người dơ tay. Chúc quý vị lười giống nó. Quý vị không chửi nó là quý vị đồng lõa với nó. Quý vị lười giống nó. Chửi nó là thương nó. Cho nên người xưa nói là thương con cho roi cho giọt. Đúng không quý vị? Đúng, vỗ tay. Đó, cho nên giơ tay nữa đi. Đồng lõa với cái bọn lười biếng. Mà bọn lười biếng là cái gánh nặng của xã hội, đúng không? Gánh nặng của xã hội. Xã hội này sanh ra những con người lười biếng này là xã hội này nó nghèo. Nó nghèo mà nó mạt rồi, tất cả mọi người đi xin ăn hết hả? Mà xin ai cho? Nguyên đã cả cái thế gian này nó lười thì ai cho ai? Trời. Cho nên nó lười là phải chửi nó, giọng vô mặt nó, đánh nó. Cái đó mới là Bồ Tát. Bồ Tát là phải đánh, phải chửi mấy đứa lười nè, cho nó hết cái cục nhớt chảy nước của nó. Có con người, có những con người nó lười ghê gớm lắm. Sanh ra trong cuộc đời ai cũng ăn. Quý vị thấy, quý vị coi cái thế giới động vật, quý vị có coi không? Thế giới động vật, ai chưa coi về coi giùm tôi cái đi. Tất cả những con vật nó đi tìm nó ăn không mà nó chết đó, khổ lắm luôn. Nó đói mà nó không dám ra ngoài, vì ở ngoài có con mèo. Nguyên một bầy chuột ở trong, nó thấy con mèo bự quá, không có con nào dám ra. Cho nên mới nói là
vị thiền sư ông nghe quyền đám chuột nó ngồi nó khóc nó rên nó la, ông bực quá. Ông thương mấy con chuột quá, ông giết quách con mèo. Như vậy một vị thiền sư mà giết chết con mèo chứ không thể nào mà đem nhốt con mèo được, phải không? Đem nhốt con mèo mà cứu bầy chuột cũng được, mà ông lấy gì cũng nhốt, không có gì đâu nhốt, mà ông đuổi nó rồi thì nó quay lại nó giết mấy con chuột. Thì ổng nói là thôi thì bây giờ cứu bầy chuột thì giết con mèo thôi. Cho nên là cái ăn thôi đó mà chúng sinh nó chết dữ lắm luôn, chứ không phải nó chết một đời một kiếp. Vì cái ăn, miếng ăn là miếng tồi tàn, mà trật ăn một miếng là lộn ruột gan phèo phổi bao tử ruột già ruột non lên đầu hết trơn. Nghĩa là con người ta vì cái ăn là cái miếng tồi tàn đó mà cái thế giới động vật này nó giết nhau dữ lắm luôn. Vậy thì con người có phải là vì cái dục ăn mặc ở ngủ nhu cầu mà con người giết hại lẫn nhau đúng không? Con người khác gì con vật, nó còn ghê hơn nữa. Ăn có bao nhiêu đâu, ai thiếu ăn vô chùa tôi cho chén cháo. Nghĩ sao mà giết hại lẫn nhau. Thái tử Tất Đạt Đa còn ăn có một hạt mè nữa mà. Trời ơi giờ này trưa nó ăn nguyên một khai vậy mà nó nói ăn chay mau đói quá. Ăn kiểu như tầm ăn lên. Vậy mà bây giờ mình suy nghĩ, mình chịu khổ thai cho chúng sinh để cầu cho chúng sinh nó được an nhàn, cầu cho tất cả chúng sinh được an nhàn, thảnh thơi. Ồ, đâu có đơn giản. Cầu cho chúng sinh nó an nhàn, thảnh thơi mà cái tâm lười của nó, cái dục của nó lớn quá, cái nghiện của nó lớn quá. Vậy thì ở bên nước ngoài đâu có ai khổ đâu, cho mấy đứa đi, mấy đứa nghiện không á, cho mấy đứa đầu đường xó chợ nó nghiện, đem cho bố thí cho nó. Vậy mình có cộng nghiệp với nó không? Có không? Mình thương nó, không khéo mình cộng nghiệp với nó, nó nghiện còn mình cộng nghiệp, nghiệp của thằng nghiện. Mai mốt nó tái sanh vô trong nhà của mình, nó sanh ra nhưng mà nó khùn khùn, nó cỏn cỏn. Tại vì cái đời này là do nó nghiện cho nên nó mất trí rồi. Mà nó mất trí rồi thì lúc mà nó qua cái cơn nghiện nó còn biết cha mẹ người thân, mà lúc con nghiện hoành hành nó là nó không còn biết ai. Nó giết hết, nó tàn sát hết. Như vậy thì nó đâu có còn trí nữa đâu. Mà mình thương nó là thương vậy thôi, chứ còn thật sự ra mà nói mà mình cứ nghĩ tới mình phải đi làm từ thiện, mình giúp đỡ, mình cho những con người đó, thì thật sự phải suy nghĩ lại. Tôi nghe được Philippines phải, ông thủ tướng, ông tổng thống ông lên, ông nói người nào nghiện bắn bỏ, người nào bán xì ke ma tí bắn bỏ. Philippines, ông lên thủ tướng, lên tổng thống, bắn chứ không có nói, người nước ngoài vô bắn luôn, đụng tới cái này là bắn hết. Trời ơi, nó ba giò bốn cẳng lao xuống biển chạy, ở đó ta bắn hết. Vậy thì cái ông đó đó, ông xây dựng lại một cái đất nước của ông hoàn toàn không hề có con này. Ông dám làm mạnh như vậy, ông có phải Bồ Tát không? Cái bọn kia nó không có để cho ông yên đâu á, nhưng mà ông dám làm điều đó, cho nên là đất nước ông bảo vệ ông. Mà ông có chết đi nữa, ông cũng là một cái con người tuyệt vời. Nhưng mà người ta ủng hộ ông. Trên thế giới thì có thể là nói ông là cái người phát xít quá, nhưng mà đất nước ông ủng hộ ông. Vậy mà quý vị không có vỗ tay ủng hộ. Cho nên bây giờ mà đứa nào quậy bắn luôn. Hết cho rồi. Thế thì mình thấy là cái thế giới động vật á, là cái con nào mà nó mạnh á, là nó giết cái con yếu, là nó ăn thịt thôi. Trời, cái những cái con báo á, mà nó ăn cái đồng loại của nó, mình thấy mình thương luôn. Nó giết đồng loại của nó. Con rắn lớn á, nó ăn con rắn nhỏ, ăn mà nó nuốt con rắn kia. Cái con này nó nhỏ mà nó độc hơn, mà nó ăn con rắn lớn hơn nó nữa. Chứ trời ơi thấy thương. Nó nuốt xong nó nằm đó nó chết luôn, vì cái bụng của nó nhỏ hơn con rắn kia. Vậy mà nó cắn con rắn kia chết, xong nó nuốt con rắn kia vô, cái nó nằm nó chết luôn. Thấy thương. Ngu.
mà nó đâu có cái dao rửa gì đâu, cắt từ khúc mà nuốt. Cho nên là nó nuốt nguyên con luôn, cái con này nhỏ hơn mà nó nuốt con lớn hơn, cho nên nó chết. Cái chỗ đó mình mới nói là mình thấy chúng sinh này mình thương dữ lắm. Mà bây giờ làm sao cho tất cả chúng sinh là tất cánh đại lạc? Cái này là chỉ có Phật mới làm được, nhưng mà Đức Phật đã làm cho tất cả chúng sinh đều được an vui hạnh phúc. Hết chưa quý vị? Chưa, cho nên Đức Phật vẫn còn tam bất năng. Phật có tam bất năng. Vậy là ba thứ không thể, bất năng là không thể. Có ba thứ Phật không thể làm. Một, Đức Phật không thể độ. Không thể độ mấy đứa vô duyên. Phật chỉ độ những người hữu duyên thôi. Vậy thì hữu duyên thiên lý nan tương ngộ. Vô duyên trước mặt Phật vẫn độ không được. Có nghĩa là những người vô duyên không gặp Phật thì Phật không độ được. Nghĩa là Phật không thể độ được những người vô duyên. Thứ hai, Phật không độ được nghiệp chướng của chúng sinh. Phật độ được chúng sinh mà không độ được cái nghiệp của nó. Nghĩa là nó phải độ cái nghiệp của nó. Phật không độ được cái nghiệp của nó, có nghĩa là Phật có thay nghiệp cho mình không? Không. Đừng có đứa này là cầu nguyện nó, Phật ơi con biết ăn ở sao mà bệnh tật quá, Phật gia hộ cho con hết bệnh. Nó ta làm không có được. Mày ăn tầm bậy tầm bạ mày bệnh thì mày đi bác sĩ đi. Không thay nghiệp cho chúng sinh được. Mà Đức Phật mà thay nghiệp cho người này thì Đức Phật vẫn thay nghiệp cho người kia. Chứ tại sao Đức Phật thương người này mà không thương người kia? Cho nên Đức Phật không thể thay nghiệp cho chúng sinh được. Cho nên chúng sinh phải tự trả cái nghiệp của mình. Cũng giống như là sư phụ là người hiểu vấn đề. Bây giờ mà sư phụ muốn giải thích cho đệ tử hiểu, mà đệ tử nó không hiểu thì sư phụ bó tay luôn. Không làm sao sư phụ cho nó hiểu được giống sư phụ được. Có nghĩa là sư phụ hiểu vấn đề mà sư phụ dạy cho nó không hiểu vấn đề. Trời, cái tức muốn chết luôn vậy đó. Mà mình có thay nó được không? Không. Hồi đó tôi có một đứa em chú bác á, cái tay của nó cà rung. Mà tôi cầm cái cục gạch tôi để lên, tôi sáo hồ xong tôi để lên, tôi đặt cục gạch nhẹ nhàng thôi, tôi khỏi gõ luôn đó. Tôi đặt, tôi ấn xuống cái đủ rồi. Vậy mà tôi nói nó ngồi nó gõ cà đùng lát, nó đưa nguyên cái bức tường mà ngã vậy. Tại vì cái tay của nó cứ rung vậy, không thể nào mà biểu nó xây cái đường gạch cho ngay được á. Giờ muốn đưa nó lên thợ đưa được không? Đưa lên thợ xây sập nhà người ta cho chết. Không thể nào thay cho chúng sinh nghiệp của nó mình thay được. Tự nó chuyển qua nghiệp của nó. Và điều thứ ba, Đức Phật không có thể làm gì được nữa. Ai nhớ? Ai nhớ giơ tay lên thầy tặng tu viện linh thú. Có cái chùa tối ngày cho hoài không ai lấy hết trơn. Ai? Phật có tam bất năng cái điều gì nữa? Phật có độ được cái người mà chúng ta gọi là nó phi nhân quả không? Nó không tin. Trời ơi, nó gặp Phật rồi chứ không phải không gặp, mà nó không tin nhân quả. Nó không tin Phật cho nên gọi nó là cái gì? Gọi cái người đó là cái gì? Nhất xiển đài, một tràng pháo tay. Cho nên gọi là nhất xiển đài. Đó, không tin nhân quả. Cái loại này là không có phải là không có Phật tánh, nhưng mà nó đánh mất Phật tánh của nó. Cho nên cái loại này nó không có Phật tánh. Hỏi tại sao tất cả chúng sinh đều có Phật tánh mà cái loại này không có? Bởi vì nó đâu có tin nhân quả đâu mà nó có. Nghĩa là nó đánh mất Phật tánh của nó. Cho nên gọi là nhất xuyến đề. Cái bọn này là nó đọa địa ngục treo ngược
bà Thanh Đề có trong cái nhóm này. Địa ngục treo ngược. Cho nên người nào mà không tin nhân quả, không tin chân lý, sự thật không chịu tin, thì con người đó chắc chắn đọa địa ngục treo ngược. Phật cứu được không? Nó đâu có tin Phật đâu mà. Phật nói gì nó cũng không tin. Vậy thì nghiệp của chúng sinh, chúng sinh tự làm chủ, tự tạo. Cho nên Đức Phật dạy hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Tự thắp đuốc lên mà đi. Như vậy thì Đức Phật đã trao cho chúng ta cái đuốc, đó là pháp. Bây giờ cái pháp mà Đức Phật trao là cái pháp mà thay cho chúng sinh chịu vô lượng khổ. Vậy là ai mà có cái tâm thay cho chúng sinh á, thì cái tâm này chính là tâm của Bồ Tát mới có thể thành Phật. Chứ không phải mình ru rú mình tu một mình mà mình nghĩ là mình tu quyết tâm thành Phật. Cho nên trong kinh Địa Tạng tôi đang bị suy nghĩ cái vấn đề này. Trong kinh Địa Tạng có hai vị vua. Một vị nguyện tôi sớm thành Phật để độ chúng sinh, cho nên vị ấy đã thành Phật, hiệu là nhất thiết chúng sinh. Ủa, nhất thiết trí thành tựu Như Lai. Một vị nguyện chưa độ hết chúng sinh, tôi không chịu thành Phật. Đó là Ngài Địa Tạng. Như vậy, cái người mà tôi nguyện sớm thành Phật, sớm thành Phật để độ chúng sinh, vậy là sớm thành Phật để độ chúng sinh, có nghĩa là không phải là tôi không độ, nhưng mà tôi thành trước rồi tôi độ nó sao. Nghĩa là tôi thấy tôi lội có bộ yếu, tôi ráng tôi lội một mình qua bờ bên kia, xong tôi quay trở lại, tôi liền cái dây xuống. Mà tôi liền dây xuống nó chết queo hết còn đâu. Vậy quay trở lại độ. Thấy không? Mình leo lên bờ rồi mình liền cái phao xuống, mà chúng sinh nó còn sống không để nó độ nó. Vậy thì sớm thành Phật để độ chúng sinh, cho nên vị đó là vị nhất thiết trí. Nhất thiết trí thành tựu Như Lai. Vậy là quý vị thấy cái vị đó là quan trọng là trí thôi, chứ không quan trọng là phước, không quan trọng là y báo. Cho nên các bậc thanh văn, cái vị mà thành Phật sớm này là thanh văn nè. Nhất thiết trí là thanh văn. Cho nên quý vị này chủ yếu là trí thôi, chứ còn độ chúng sinh đó là từ bi. Thì bi và trí, nhưng vị này từ bi nhỏ hơn trí, cho nên thành thanh văn. Cái vị kia đó trí không có nhiều, nhưng mà bi nó lớn, cho nên là Bồ Tát. Cho nên quý vị thường lầm cái chỗ Bồ Tát với thanh văn ai lớn hơn. Cái quả vị thanh văn nhỏ hơn, nhưng mà khi chứng đắc thì quả thanh văn cao hơn quả Bồ Tát. Nhưng mà để cho đạt được quả Phật á, thì thanh văn vẫn phải qua Bồ Tát mới thành Phật. Nhưng mà Bồ Tát sơ phát tâm cho đến Bồ Tát thập địa đó, thì thanh văn này đó chỉ thua thập địa thôi nha. Chứ còn 40 quả vị Bồ Tát kia không bằng thanh văn đâu đó nha. Hiểu không quý Phật tử? Chúng ta không hiểu là Bồ Tát với thanh văn. Có người nói rằng con thọ giới Bồ Tát, còn thầy mới có thanh văn à. Nam mô so sánh thấy gốm Bồ Tát. Có nghĩa là Phật tử thọ giới Bồ Tát, nhưng mà cái Bồ Tát của Phật tử là chỉ là thọ giới hay là làm được cái gì? Phật tử có dám là hy sinh cho người khác không? Hay là họ với Bồ Tát thì thọ, nhưng mà mình có dám coi con cái của người ta giống như con cái của mình, để mình lo cho con cái người ta giống như lo cho con cái mình, có làm được không? Nam mô Bồ Tát Giỡn. Nam mô thường giỡn quá Bồ Tát. Bồ Tát đó không có làm được đâu. Bồ Tát thấy chúng sinh đau khổ thì Bồ Tát không thể chịu nổi, nhưng mà nó khổ ít ít thì con lo nó khổ quá, thôi con chạy.
Cái đó là mình thọ giới Bồ Tát thôi, chứ đâu có bằng thanh văn được. Cái vị thanh văn là nhất thiết trí thành tựu. Cho nên trong Địa Tạng Bồ Tát, thì lúc mà Ngài Địa Tạng Bồ Tát nguyện, nếu tôi chưa độ hết chúng sinh thì tôi chưa chịu thành Phật, mà độ hết chúng sinh thì độ hết chúng sinh mới thành Phật được chứ. Thật sự ra có hai loại chúng sinh, một loại chúng sinh bên ngoài và một loại chúng sinh bên trong. Mà muốn thành Phật thì phải độ hết chúng sinh bên trong, đúng không quý Phật tử? Vô luôn. Rồi tôi trở lại kết luận cái bài này. Cái bài này mà nguyện độ, nguyện đại chúng sinh thọ vô lượng khổ. Cái chúng sinh này nè là cái chữ nhẫn á. Chúng ta độ cái chúng sinh khó chịu, cái chúng sinh rít rắm, cái chúng sinh mà chịu đựng á, người ta chửi mắng đánh đập những cái chúng sinh trong á, mình biểu nó im đi, mày im mày nằm im cho tao, nó chửi gì mày cứ nằm im cho tao, nó nói mày chửi một câu nữa đi, răng môi mày lẫn lộn cho mày coi cái này. Nó mày thọ vô lượng khổ mình chịu đựng á, mà cái người tu phải có cái sức tu, có cái lực tu dữ lắm mới chịu nổi. Có nhiều người vợ là phải nói là Bồ Tát tuyệt vời, chịu đựng dữ lắm luôn. Ông chồng ổng hành hạ, ổng chửi mắng, ổng làm đủ trò hết. Có khi ổng bán luôn cái nhà rồi đó mà bà vợ bà cũng cười he he. Mà trong tiền thân của Đức Phật á, có một kiếp Ngài là Bồ Tát Tu Nại No, Ngài là Thái tử Tu Nại No. Mà cái bà vợ á, bà đóng vai phụ mà cái bà đó mới giữ á. Bà là vợ của Thái tử, mà Thái tử bố thí hết cả quốc thành rồi. Bây giờ á, Thái tử bị đuổi ra khỏi cung, nói thôi vợ và con ở lại hoàng cung. Như vợ nói không, chàng ở đâu thì thiếp ở đó. Ông có nói nếu mà tôi đi ra khỏi hoàng cung mà nó xin bà tôi cho luôn á. Bà nói ờ được luôn. Bà đó tu hơn Thái tử Tu Nại No, đóng vai phụ thôi mà gừng không. Hai đứa con đi theo cha, cha bố thí luôn hai đứa con. Rồi bắt đầu người ta xin hai đứa con đem vô hoàng cung đổi lấy vàng bạc của triều đình, đổi ông vua để là đổi hai đứa cháu nội. Ghê gớm chưa? Biết hồi đó có tôi tiếp tay không mà sao tôi nhớ. Xin hai đứa cháu cho luôn, xin bà vợ cho luôn, công nhận. Kiếp đó Ngài gọi là bố thí cả quốc thành thê tử. Cái câu đó là câu của tiền thân Thái tử Tất Đạt Đa là Thái tử Tu Nại No. Nghe có bố thí quốc thành thê tử. Thì bây giờ mình linh chư chúng sinh tất cánh đại lạc là làm sao cho tất cả hàm linh chư. Linh chư là các loài chúng sinh, mà hàm linh, vậy thì tất cánh đại lạc là làm cho chúng sinh đều được an lạc, mọi người đều được vui tươi, đến bờ giác ngộ rạng người hào quang. Vậy thì khi chúng ta tu tập, chúng ta có hai loại chúng sinh để độ. Một là chúng sinh bên trong gọi là nội ma, hai là chúng sinh bên ngoài là ngoại ma. Đó là hai loại chúng sinh. Thì bây giờ còn có hai loại chúng sinh nữa mà nó ghê gớm hơn, đó là tử ma và thiên ma. Vậy thì mình độ được tử ma nghĩa là mình có niết bàn chưa? Độ được tử ma nghĩa là cái chết chúng ta không còn sợ nữa. Cái vụ này mới ngon nè. Cái này mới độ tất cả chúng sinh và tất cánh đại lạc nè. Bây giờ mình nói tới tứ ma trong cái đoạn này nha. Bây giờ mình độ nè, độ tất cả chúng sinh đều được an lạc rạng ngời hào quang nè. Mình độ trong tứ ma, một là nội ma, hai là ngoại ma, ba là tử ma, bốn là thiên ma. Lúc trước tôi giảng về tứ ma, tôi bỏ con ma này ra, vì tôi nói tôi không dám đụng nó, đụng nó quất tôi te tua. Bây giờ mình độ nội ma, có nghĩa là nhẫn chịu đựng để độ. Vậy thì đệ bát giác tri này, trong sanh tử xí duyên, nhẫn là một sức mạnh lớn nhất của người tu. Nhẫn là một sức mạnh. Nhưng mà mình nhẫn để mình chuyển, chứ không phải là mình nhẫn để mình chịu. Nhớ là nhẫn để chuyển chứ không phải nhẫn để chịu. Chúng ta chuyển từ phàm thành thánh, chúng ta chuyển từ ngu thành trí, chúng ta chuyển từ nghèo thành giàu, nghèo tri thức trở thành giàu tri thức,
nghèo từ bi trở thành giàu từ bi. Vậy thì bên trong này nó là một quá trình để chúng ta chuyển nó. Như vậy ở đây gọi là thọ vô lượng khổ. Vậy là tôi phát đại thừa tâm, là tôi độ ai trước? Tôi độ tôi trước, tôi độ nội ma tôi trước, để không có thù trong giặc ngoài. Bên trong mà nó gặp năm cái dục tài sắc danh thực thì, mà bên trong mình đã độ được năm dục này, nó không còn dính vào tài sắc danh thực thì, vậy thì cái giấc ngủ nó có làm chủ mình không quý vị? Không, mình độ được cái nội ma là mình làm chủ luôn giấc ngủ, làm chủ luôn cái ăn. Cho nên cái người tu không quan trọng cái chỗ ăn này. Rồi mình làm chủ luôn cái danh vọng địa vị của cuộc đời, làm chủ luôn cái thế giới ô trược này với cái thân bất tịnh. Còn tài sản của cải là của thế gian, của năm nhà. Vậy thì mình nhẫn để mình độ nội ma là mình phát đại thừa tâm. Vì cái thế giới này sanh tử xí nhiên, khổ não vô lượng. Vì cái nguyên nhân này, đây là nguyên nhân, đây là nguyên nhân mà chúng ta phải tu. Như vậy ta tu cái gì? Trong hai cái này là nguyên nhân, thì bắt đầu tu nguyên một dọc này là tu đây. Vậy là đây tu. Thấy chỉ có một giọt mực mà một biển nước không? Một giọt mực mà một biển nước mới sôi được, mới dội được, mới giặt được sạch cái giọt mực đó, đó. Vậy thì sanh tử là chuyện lớn, khổ não nó vô lượng, chứ không phải một sớm một chiều, một chút, hai chút. Cho nên chúng ta hiểu được cái cuộc đời là chúng ta phải phát đại thừa. Vậy thì có nghĩa là cái này là cái nguyện này. Cái nguyện. Vậy là ta đi tu để ta nguyện độ tất cả chúng sinh. Vậy là con nguyện độ, vậy là con độ cái nội ma bên trong của con. Chứ không phải là mình tu là cái gì ghê lớn nữa. Mình, cái trong tâm của mình nó có con ma tham sân si, mạn nghi ác kiến. Nhớ là tham sân si mạn nghi mà nó mình chưa đụng tới đâu, mình mới giải quyết cái thằng ác kiến này nè. Cái thấy của nó ác ôn lắm, nó thấy tầm bậy tầm bạ. Trong cái nội ma này nè là một biển khổ, là bởi vì chúng sinh, cái tri kiến của chúng sinh là do ác kiến sanh ra. Cho nên Đức Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên lớn, khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến là lý do đó. Độ được cái con nội ma này là sức nhẫn chịu của chúng ta nó lớn. Mà nhẫn rồi để làm gì? Để chuyển, chứ không phải là nhẫn không. Như vậy thì cái ngoại ma là cái bên ngoài, mà cái bên ngoài chiến thắng trăm ngàn quân giặc không bằng tự chiến thắng mình. Nói như vậy chứ chiến thắng mình xong rồi mình mới chiến thắng cái bên ngoài nổi. Là bởi vì bên trong mình nó an rồi thì bên ngoài tự nó ổn thôi. Người ta có chửi, người ta có thương, người ta có hại, người ta có làm gì đi mình, thì cái bên ngoài này nó vẫn có nhẹ hơn. Vì nghiệp của cái người bên ngoài không phải là nghiệp của mình. Mình là chủ nhân của nghiệp, cho nên nội ma này mới quan trọng. Bên ngoài này nó nhẹ hơn. Tử ma là cái lộ trình sanh tử này đó. Muốn nói cái tử ma là sanh tử xí nhiên. Khi con người ta làm chủ được, làm chủ nghĩa là bây giờ so với lộ trình sanh tử ai cũng chết, thì đâu phải tôi không chết. Cho nên đi đám là thầy khai thị cho Hương Linh. Thầy nói Hương Linh đi trước, thầy đi sau. Hương Linh nhớ đi mạnh dội, mai mốt thầy xuống dưới hay thầy lên trển, nhớ gia hộ nghe. Vậy thì mình muốn cái Hương Linh mà nó gia hộ cho mình, thì mình phải hết lòng với Hương Linh. Mình phải cố gắng, mình nhiệt tâm tha thiết, mình tụng kinh bằng tất cả tấm lòng. Còn có đứa nó vừa tụng vừa ngủ, có đứa nó tụng cho có tụng. Hương Linh đọc được cái tâm của chúng ta không quý vị? Được không? Được. Nhớ
Ma nó biết mình nghĩ gì đó nghe. Do mình sợ nó mới nhát mình, còn mình không sợ nó làm sao nó nhát. Mày hiện ra trước mặt tao còn không ngán, tao sút mày một đá nữa. Vậy nó dám hiện ra không? Còn có người cứ cái tâm sợ ma cho nên ma nó mới nhát. Không sợ lấy gì nó nhát. Ma là gì? Ma là người không có phước bằng mình. Mình là con người có phước cho nên mình sống, hết phước chết. Nó hết phước nó chết, tự nhiên mình sợ nó. Nam mô ngu dễ sợ Bồ Tát. Nhớ nghe, có ai còn sợ ma không? Hỏi vậy thôi, tôi biết hết trơn. Nói vậy thôi. Nói có cái tử ma này là mình còn sợ trong lộ trình sanh tử, mình còn sợ con ma chết thì thiên ma mình dám đụng tới không? Thôi bỏ nó qua một bên đi, không chơi. Vậy thì cái này mình tương ưng với nó, nó là tướng, nó là chư thiên, mình phải ngang cơ với nó mới xuất hiện. Còn mình chưa ngang cơ với nó có thèm xuất hiện không? Không có đem cái dao giết trâu mà đem mà thọt huyết con mũi. Cho nên cái việc của mình tu, cái quan trọng là mình độ cái này, để mình hiểu được đây là bậc đại nhân chứ không phải đại thần hay đại thiên. Thì đó, vậy là kết luận một, tu theo bát đại nhân giác, một là độ mình đó, phát nguyện cho lớn để độ cái thân mình thôi. Cái thứ hai, vì mình hiểu được cái nhân của khổ, mình hiểu được cái nhân của khổ cho nên mình phải phát nguyện. Mình nguyện này nè, để cho mình đừng có đổ thừa, lực bất tòng tâm. Trong quá trình độ mình phải nhờ cái nguyện để gia trì cho mình một cái lực. Cái thứ ba nữa, tâm có lớn thì sự nó mới mau thành, còn tâm mà nó nhỏ quá sự thành được không? Không, khó thành lắm. Cho nên phát tâm, phát tâm lớn. Cái nguyện á, là nguyện lớn, nhưng mà phát tâm lớn á, là cái tâm này là tâm hy sinh. Cái nguyện là có mục đích, còn hy sinh có khi nó ngoài mục đích, nhưng mà nó cũng tích lũy cho mục đích. Nghĩa là mình hy sinh bao nhiêu thì nó cũng tích lũy, chứ không có cái gì mất hết. Theo quy luật nhân quả, không có cái gì mất. Cho nên mình làm thiện mình có sợ không? Có người lạ lùng lắm quý vị, làm ác nó không sợ, mà làm thiện nó lo. Bây giờ mà mình thấy mọi người mà ta té xe ngoài đường, cái mình không có dám đỡ vậy, vì mình đỡ vậy mình sợ nó mang họa. Vậy là mình giết luôn cái tâm tốt của mình. Có khi á, thấy người ta tai nạn quay quanh vậy đó mà không có cứu. Vậy là những người quay quanh mà nhìn nó còn ác hơn cái đứa bị, cái đứa nó đụng nữa. Mình không cứu thì thôi mình đi luôn để cho người khác người ta cứu. Đằng này quay lại đó, mình vây tròn lại đó, đứng đó dòm cái cảnh người ta đau đớn, người ta chết từ từ. Như vậy là mình không có cái tâm hy sinh rộng lớn. Còn nếu mình là sự thật thì mình khéo léo, mình có trí tuệ, mình cứu giúp người ta bằng cái đại nguyện của mình. Mình độ mình rồi độ người, mình làm sao mình đừng bỏ rơi rớt. Mình biết chắc rằng thời gian trôi qua rồi, mình không còn cơ hội để mình giúp đỡ nữa. Cho nên bây giờ cái điều giác ngộ này mà mình hiểu được rồi, chúng sinh này trầm luân trong sanh tử ghê gớm lắm, nó vô lượng, khổ não nó vô lượng. Cho nên là con phát đại thừa tâm, con nguyện thay cho chúng sinh chịu khổ, làm tất cả mọi thứ để làm sao cho chúng sinh được an lạc, được hạnh phúc một cách trọn vẹn. Đó là nội dung của điều giác ngộ thứ 8. Ta nói hai cái chữ viết, một chữ nó đẹp, còn một chữ nó xấu, trời thần đất sét. Hay vậy đó. Chứ còn, bởi vậy mình mới hiểu là cái chữ nó không quan trọng, mà nó quan trọng ở cái chỗ là có chuyển tải được hay không. Cái xe không quan trọng, mà quan trọng ở cái chỗ cái xe nó chở cái gì. Cái hộp nó không quan trọng, mà đòi hỏi cái hộp nó đựng cái gì. Cái con người tướng tá không quan trọng, mà đòi hỏi cái con người đó nó nghĩ cái gì. Cái đó nó mới quan trọng. Có những con người nó nhỏ con mà nó nghĩ cái chuyện lớn lắm.
Còn có nhiều người nó lớn con mà nó nghĩ cái chuyện nhỏ lắm. Rồi bây giờ quý vị có ai hỏi gì không? Rồi 3 giờ rồi chắc cái vụ ngủ. Rồi mời chú Kỳ Ban. Xin một tràng pháo tay cho chú Kỳ Ban từ ở dưới đi lên. MC chuẩn bị 3 giờ rồi. Còn học tiếp, còn học tiếp một đoạn nữa chú. À, vậy, nếu học tiếp thì khỏi hỏi. À, học tiếp thì đoạn sau mới hỏi. Ừ, xin cho anh tràng pháo tay. Cảm ơn chú. Hẹn lại lần sau hỏi. Nghĩa là chú tha cho thầy. Cái kinh Bát Đại Nhân Giác mà thầy đâu có thấy ai đem theo đâu, có đọc không? Đem về dám tặng người khác rồi lắm. Nói ê, cuốn này hay lắm đó mày, đọc với mày mà tao chưa đọc. Rồi xin mời anh Minh Lâm. Xin một tràng pháo tay cho anh Ngộ Minh Lâm. À, có nghĩa là muốn đọc trả bài từ đầu đến cuối phải không? Xin một tràng pháo tay để quý vị ráng nghe anh Ngộ Minh Lâm đọc một cái để cho mình về mình học, chứ không nó không có động lực. Rồi đọc luôn anh. Kính bạch sư phụ, bạch chư tôn thượng đức, tôn đại chúng, nhà quý đạo hữu, thì sư phụ đã dạy trong bộ kinh Tứ Đại Nhân Giác trong tám phẩm này, thì trước khi bài kinh đã đi qua thì con xin trùng tu lại những cái bài từ bài số 1 đến bài số 8 ạ. Trùng tiên lại. Nhưng mà có cái gì, có cái con thuộc thì cũng không hết, nhưng mà con có miếng giấy cần một câu đầu một chữ là con sẽ nhớ hết quyền cầu. Con chuẩn bị miếng giấy nhỏ cho nó chắc, nhưng mà về giờ nó thuộc nhưng mà lên đây nó rung quý vị ơi. Cái này quay phim giữa mọi người. Cô xin trả bài ạ. Đệ nhất giác ngộ, tứ thế gian vô thường, tứ đại quốc độ lên nó rung vàng. Thế gian vô thường, dạ con đã xin đọc lại ạ. Thí thế gian vô thường, quốc độ quy thí, tứ đại cấu không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hành vi tội tẩu, tâm thị ác, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác quyên, hành vi tội tẩu, dư thị quán sát, tiệm ly sinh tử. Con dịch luôn cái băng dưới luôn ạ. Thôi vậy thôi hả? Đọc âm thôi, đọc âm thôi. Đọc ba cái ha. Đệ tam giác chi lai dục, đệ nhị cái đã, đệ nhị giác chi lai dục phi khổ, sanh tử bị lao, tùng thông dục khở, tỷ dục vô quy, thân tâm tự tại. Tứ đại giác chi, đệ tam giác chi tâm vô uyểm túc, di đắc đa cầu, tăng trưởng tội ác, bồ tát bất nhĩ, thường nhìn di túc, ăn bằng thủ đạo, chi tệ sự nghiệp. Đệ ngũ giác chi chưa tới đệ tứ là qua đệ ngũ rồi. Đệ tứ giác chi giải đãi trị lạc, thường hành tinh tấn, thường hành tinh tấn, hồi phục tước ma, phá phiền não ác, hồi phục tước ma, sức ấm giấc, sức ấm giới ngục, đệ ngũ giấc chi, sanh tử, nhắc con sư phụ, nhắc cầu là con nhớ, đệ ngũ giấc chi, con dòm cái giấy. Con phải nhớ là con mới đọc được, tại con chưa là đệ ngũ giấc chi ngu si sinh tử, bồ tát thường niệm, quảng học đa văn, tăng trưởng trí tuệ, thành tựu biện tài, giáo hóa nhất thiết, đắc nhĩ đệ lạc, đắc cánh đệ thất giấc chi, bằng khổ đa quán, hành kiết ác chiên, bồ tát bố thí, thường niệm quán thăng, đắc niệm tri túc, thường niệm tri túc, bất niệm cụ ác, bất tắc
bắt niệm cổ ác, bắt tấn ác duyên. Rồi họ cái đó con máy à chị bảo. Con nhớ đại con lục giờ tới đệ thất. Đệ thất rồi, rồi, rồi. À, đệ thất đắc chi ngũ dục, ngũ dục quá hoạn, ti vi tục nhân, bắt nhiễm thế lạc, thường niệm tâm y, ngạo bác pháp khí, ký quyền xuất gia, thủ đạo thanh bạch, phạm hạnh cao quyên, tất nhĩ đệ phạm hạnh cao viễn, phạm cao điện, từ bi nhất thiết à. Đã, câu thứ 8 này cái này có rồi, con khỏi đọc à, nó mới được Phật à. Con xin chào đại chúng. Đọc, đọc luôn, đọc luôn. Dạ. Đọc luôn. Dạ, đọc luôn à, dạ. Dạ, con cũng hay đợm đây. Nhưng mà con nhìn một câu con thuộc. Nhưng mà mình tại vì... Rồi, đọc luôn, đọc dạ. Luôn. À, để bắt giác chi, sanh tử si nhiên. À, si nhiên. Sanh tử si nhiên. À, cái này khỏi nhớ lắm. Xin cho là chơi si nhiên. Sanh tử si nhiên, à, khổ não vô lượng. À, đại, phát đại thừa tâm. À, cái gì... À, à uy thấy không hả? Hai con đến đây con xin thật là lên đây á thì con không phải là con muốn gì hết, muốn gửi gắm đến quý vị như nè, là cái học ở đây tôi nói là không vận động, nhưng mà mình phải có cái tâm để mà nghĩ, thuộc hay không thuộc là không vấn đề, như ý con là vậy. Nhưng mà sư phụ đã giải bỏ công ra dạy chúng ta để nên người, nhất là cái bài kinh Đại Đăng Giác này nó đến con người là người lớn, tức là người đại Bồ Tát, thì mình đừng để phụ lòng sư phụ. Mình học đây là tất cả là gần 8 tháng mà sư phụ bỏ công ra 8 tháng, mà chúng ta đã đi 8 tháng mà chúng ta không tích lũy được trong cái gì, trong cái kinh Đại Đăng Giác này, thì đó là một thiệt thòi của chúng ta thôi à. Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Cho một tràng pháo tay thật lớn thật dài cho anh Ngộ Minh Lâm. À, bởi vì anh cũng muốn là một cái người học để trả bài, và cũng muốn gửi gắm đến quý vị là ai mà lần sau mà trả bài thuộc là có thưởng. Lát nữa sư phụ thưởng anh Minh Lâm mới được. Quý vị chấp nhận thưởng không? Thưởng rồi, được rồi, mời MC. Nam Mô A Di Đà Phật. Và giờ này chúng con cung thỉnh chư Tôn Đức và toàn thể đạo tràng đồng chắp tay trang nghiêm để cùng chúng con dâng lời cảm tạ sư phụ qua bài thuyết pháp vừa rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên sư phụ. Và chúng con kính mời quý Phật tử chúng ta ngồi tại chỗ chắp tay trang nghiêm là được rồi ạ. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ, hơn một giờ đã trôi qua, sư phụ đã giảng dạy cho chúng con hiểu về điều giác ngộ thứ 8 và cũng là điều giác ngộ cuối cùng trong kinh Bát Đại Nhân Giác. Qua kinh Bát Đại Nhân Giác, riêng chúng con hiểu được là chúng con sẽ phải cố gắng phát nguyện tinh tấn tu học, làm nhiều điều phước thiện để có một cuộc sống an lạc hiện tại và tương lai. Chúng con xin y giáo phụng hành những lời sư phụ đã giảng dạy cho chúng con hôm nay. Và cuối lời, chúng con xin thành kính tri ân sư phụ, kính chúc sư phụ phát thệ khinh an, chúng sanh dị đồ Phật sự viên thành, để dẫn dắt chúng con trên con đường tu học tìm an lạc. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật. Kính mời đại chúng khởi thân, chúng ta hồi hướng. Và sau khi hồi hướng thì cũng được thông báo quý vị trong tháng sau là chúng ta có cái lễ buffet. Thì mấy tháng, hai lần buffet vừa rồi hầu như là chưa có thành công, là do thầy không có xuất hiện ở đó được vì công việc. Nhưng mà giờ này thì thầy nói ban tổ chức phải cố gắng làm cho tốt để không nó mất lòng những người ta phát tâm. Thì lần này thì nó đắt hơn một chút, đắt hơn hai lần trước một chút. Nhưng mà nếu có thể lần sau thầy làm ở thành phố Hồ Chí Minh có thể là vé đắt hơn nữa. Vì chúng ta phải trân quý cái đồng tiền đóng góp của những người mạnh thường quân, để chúng ta trân quý cái buổi lễ cho nó thành tựu tốt đẹp. Thầy cũng cáo lỗi với quý vị, đã hai lần rồi nhưng mà vẫn không đạt được cái thành công của cái việc mà tiệc chay gây quỹ. Thế thì lần này quý vị quan hỷ là thầy dành thời gian cho cái tiệc chay đó. Thì trong lúc đó thì quý vị cũng quan hỷ là thầy để cho thầy Thanh cũng qua đường như này.
Thầy sẽ tổ chức cái tiệc chay trên đó. Những người phát Bồ Đề Tâm xem như là những người ủng hộ với Thầy trong lộ trình xây dựng ngôi chùa. Ngưỡng mong quý vị cũng từ bi quan hỷ khi chúng ta phát Bồ Đề Tâm để cùng với ban tổ chức để làm xong cái công tác Phật sự lớn lao đó. Cung thỉnh và kính mời đại chúng đồng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thế nguyện đoàn pháp môn vô lượng thế nguyện hầu Phật đạo vô thượng thế nguyện thành. Buổi pháp thoại của khóa tu 119 đến đây đã hoàn mãn. Kính mời ban nghi lễ cung thỉnh sư phụ hồi quy phương trượng dùng nước giải lao. Kính mời ban chung cộ cử cho ba hồi trung trống bát nhã. Cung thỉnh chư tôn đức kính mời toàn thể đạo tràng đồng niệm Phật.